ăn. Cây chung mắm bên bà ao. Chị hai xinh, chị hai là mình đấy. Sang về nhà chị hai đứng. Mới thấy trong nhà sao giờ ra đây lẹ vậy ta. Nhiều lúc thấy tình càng xinh. Cô Màu ơi, cô Màu. Có phải cô Màu không vậy? Ai đây? Dạ dạ Nô đây, có phải cô Màu không? Muốn màu thì màu. Màu đây này. Trời ơi, Màu ơi. Sao à, tắm trong nhà không chịu. Bác phải đem đồ đây cho cô tắm thì không biết nữa. Màu thích ra đây tắm. Ngồi ngoài này trăng thanh gió mát. Muỗi nó cắn vui hơn. Yeah. Tại vì ngoài này ấy, mình tắm là có sai làng là ngắm ấy. Bây giờ này trời tối rồi, đâu có ai ở đây đâu cô. Không có cho được, cái ai mà đưa đồ ra cho Màu đấy, có phải lơ không? Trời ơi, Nô đây. Thôi bây giờ gì? Bây giờ Nô để đồ đây cho cô tắm nghe không? Nô đi à. Ôi, Lô ơi. Tảo này, thì đã nhớ ra đây rồi thì xuống đây tắm luôn chung với lại Màu cho nó vui. Sợ gì đi vào nhà tắm mình buồn chết chứ. Thật sự ra trong tâm can của cô Màu là cô Màu sợ ma lắm Lô ơi. Ôi, ma sợ cô thì khó chứ cô sợ ma cái gì cô ơi. Này, ý bảo cô Màu đây xấu như quỷ vậy. Dạ không phải, ý Nô nói á là cô đẹp như tiên vậy đó. Mà hãy là tiên rồi á thì ma đâu dám ngó, mà người phàm cũng dám dòm nữa. Ý Nô bảo là Màu đẹp cái gì? Dạ à, tại vì Nô á, Nô ngưỡng mộ cô lắm. Có thiệt cái cô á, trong cái làng này á, không ai qua cô được hết trơn. Cô đẹp nhất nè, cô giàu nhất nè, sang nhất nè, cô lẳng lơ nhất nè, cô mất nết nhất nè. Dạ dạ xin lỗi, dạ Nô lỡ lời. Lại thế Màu có làm cái gì đâu mà Lô dân bảo là Màu mất nết hả? Dạ không phải, Nô xin lỗi cô, tại vì Nô đang khen cái bị liệu nói vậy thôi chứ không phải. Người ta rồi gái mới nhớ lên đây này, bây giờ ấy còn chữa cái thằng Lào đây này, thế mà bảo người ta là mất nết là mất nết cái gì? Dạ trong làng á thì ta đồn không phải là ta nói cô là gái chính chuyên giờ này chưa có chồng đâu, mà là ta đồn mà cô Màu bị ế. Ai dám bảo Màu đây bị ế? Lô chỉ cho tôi biết coi. Tôi á, tôi đến tôi đào mồ, tôi quốc mã nhà nó lên, đi xin bố nhà nó. Ai có ai ăn giật ăn vãi ăn đồ của nhà nó mà có nó đến đây mà nó bảo là Màu ế. Có ai mà giật vợ giết chồng nó à, quên, giật chồng giết vợ nó, giết cha giết ông nội nhà nó mà nó bảo là Màu đây bị ế, đi xin bố nhà nó. Đến đây nào, tôi chửi tôi đào mồ quốc mã lên cho mà biết. Cô Màu là hiền hậu nết na đó. Cô mà dữ vậy. Xin lỗi, mà quên. Trời ơi, Màu cũng hơi bị ấy quá, nóng tính quá rồi Màu mới hồ đờ như thế. Dạ. Dạ, Màu đây cũng e lệ. Vì nó còn gì, lá tiếc đi hả lơ. Dạ, cô ơi, có thiệt rồi ta nói gì nói kệ người ta. Nhưng mà Nô thấy sao cô ở con mình buồn quá. Trong làng này thiếu gì người để ý cô, sao cô không chịu đi? Đấy, Lô thấy chưa? Đấy, Lô hiểu Màu hết rồi. Gái chính chuyên như Màu đấy, bây giờ còn chưa có dai nào. Chứ bảo Màu đây ấy là nhưng mà Lô thấy rồi đấy, chàng là dở hơi tập bơi đến đây hỏi cưới làm sao mà có ai đâu mà để một Màu để mắc tới chứ. Dạ có nhiều người tại vì cô không để ý thôi. Ai nào? Như là ông lý trưởng đó. Trời ơi, ông mê cô lắm mà sao cô không chịu đi. Làm cô cười dữ vậy cô. Nhắc cái vụ ông lý trưởng với Màu mới nhớ. Hôm lại ông vừa đến ông ve vãn với Màu. Dạ. Thế thì đùng đùng từ ra nên bà vợ lý trưởng xuất hiện. Thế là mặt lão xanh như tàu lá chuối, lão trốn luôn. Cô, rồi bà lý trưởng có bắt gặp ổng không?
thì bắt gặp được chứ sao bắt gặp được. Ở đâu cô? Tại vì thằng cha bị điên, bị khùng. Dạ. Tự nhiên cái quýu quá chả biết chạy đâu, chạy vào váy của cô Màu lúc vừa móc cái đầu cha ra. Trời, mặt vừa ngu và vừa xanh cái sao lá chuối. Trời ơi, buồn cười quá chết. Không thể nào. Hèn gì, ông ngóc đầu không lên nổi là đúng rồi. Đu vô đó thì phải ngu kinh niên rồi. Đấy, thấy chưa? Màu lần sau mà có thể lấy những người đàn ông mà sợ vợ mà lại nhát cái như thỏ đế như thế. Dạ đúng. À, mà cô Màu ơi. Ơi. Cô còn thấy một người nữa cũng mê cô lắm. Ai? Ông cả làng mình chứ đâu. Cô cái ông cả mà có 5 vợ với 18 đứa con đấy hả? Dạ. Ôi dồi ôi, trời ơi, thấy gia đình người ta đông như thế không? Vợ thì chết hết rồi, bây giờ còn một bầy con. Tự nhiên bảo cô Màu lấy lão về rồi làm nhũ mẫu cho mấy đứa trẻ thơ à? Ờ, đẹp ha. Ừ. Ý, còn ông nữa. Ông là ông nữa. À, cụ chánh tổng đó. Trời ơi nè, không vợ nha, mà lại không có con nữa, mà nhà giàu nữa. Ôi eo ơi, cụ chánh tổng thì hơn bị chiều Màu đấy. Nó biết không? Sao cô? Lần nào á, cụ chánh tổng qua nhà Màu ấy, cũng là cõng Màu đi vòng vòng ở trong nhà vui quá chết luôn đấy. Trời ơi, vậy là cụ chánh tổng thương cô quá ha. Thì thương chứ sao không thương? Tại vì cụ là bạn của ông Lội Màu mà. Trời ơi, vậy là chỗ thâm tình, sao cô không chịu? Chịu sao được. Sao vậy? Bạn của ông Lội thì năm nay cụ chánh tổng 90 tuổi rồi. Lấy gì mà yêu. Cô ơi, lớn tuổi nhưng mà cụ lúc nào cũng là cõng cô đi chơi nè, làm ngựa cho cô cởi. Thích quá rồi. Xong rồi lấy về năm sau rồi phải thờ cụ gì. Xong rồi thành người phụ nữ chờ chồng hóa đá gì. Kẹt ha. À, cô ơi, nhưng mà ngoài mấy cụ ra đó, cô còn thấy thiếu gì trai tráng trong làng này. Mê cô mà sao cô không chịu? Lô biết rồi đấy. Cha của Màu ấy khó khăn lắm. Đâu không phải ai muốn đến đây cưới Màu là được đâu. Lô thấy câu hoàn cảnh của Màu nó mê lắm cơ. Thấy cô phòng không chiếc bóng, Lô thấy buồn lắm. Hay là sao cô? Lô có chuyện nói với cô rồi. Chuyện gì? Hay là để Lô giúp cô cho. Nhà chỉ có mình Nô giúp cô được thôi, không ai giúp được đâu. Nô biết không, thật sự ra đây cũng là muốn nàng ấy giúp đỡ bao nhiêu lâu nay rồi. Vì đồng phòng không chút bóng, nhưng mà thật sự ra ở trong nhà mà khuê khuất mà nhờ vả nhau như thế này, thật sự là Nô thương đến thương em. Cô ơi, càng khuya càng dễ. Cô đừng có ngại. Khuya làm sao mà dễ được, khó lắm đâu ơi, không thể nào đâu. Không khó đâu cô. Nè, không phải là khuya nha. Cô biết cô lại trong làng mình không? Đó, 40 tuổi, không có chồng. Buồn quá mới qua nhờ Nô giúp. Nô chỉ qua bển phụ một đêm thôi. Bây giờ cổ có mấy đứa con nữa. Ôi, cổ có một đêm mà ra được mấy đứa con à? Dạ. Nếu mà đặt đây mà giúp trong đêm này chắc ra cả tá con đó nhỉ. Dạ, cái tôi chưa biết. Thưa mày. Dạ. Thế đằng ấy là tình nguyện đấy nhứ. Dạ, chứ đúng. Chứ không có ai ép đấy. Dạ. Này, nô tình nguyện mà. Chỉ có nô giúp được thôi. Nhưng mà nói cô nghe nè. Ơi. Cô mà muốn cái chuyện này nó thành công á. Ừ. Cô phải đi nghe lời của Nô rồi nha. Nghe lời gì? Cứ bảo Màu đây đồng ý, nhất trí hai chân hai tay. Nè, thứ nhất á, cô phải tắm rửa sạch sẽ. Ôi, eo ơi, người ta cả ngày nay ta tắm được chục lần rồi đấy. Đấy, thứ nhì á, người phải thơm tho. Gớm, người ta bôi dầu dừa đầy toàn thân để thơm sực mùi dừa này. Thứ ba đó là phải thành tâm thành ý. Ôi, thành tâm thành ý, người ta đây đã có ý đồ lâu nay rồi. Rồi cái điều quan trọng nhất á là không được than thở. Ôi, ai mà than thở, dân la không hết thì ngồi để mà than thở. Vậy là xong. Giờ tôi muốn Nô làm lúc nào? Ngay đêm nay. Ngay đêm nay. Ngay đêm nay. Nhớ nha. Rồi. Nhà nha, chúng ta sẽ gặp nhau nha. Ôi.
con mẹ. Ủa, sao vậy con, phải con màu hả? Ừ, thì màu mẹ thì cũng là một phụ nữ với nhau cả mà. Không, không được. Cái chuyện này là tôi chỉ giúp con màu được thôi. Ừ, còn con không được đâu. Không, thì màu, màu cũng vậy mà mẹ cũng thế thôi. Chả ai khác nhau tí nào đâu. Khác, khác xa lắm. Cũng là một phần, một chữ mờ thôi mà. Rồi, con coi lại tắm rồi nha. Lôi, đừng bỏ mẹ mà. Mẹ cũng xinh như màu và cũng quyến rũ như màu này. Lo. Khổ nó đi bỏ mẹ ra, xấu quá mà. Ơi, cô Màu ơi, từ từ, trời ơi, mệt quá. Trời ơi, cho nô nghỉ chút xíu cô Màu ơi. Trời ơi, đàn ông thanh niên gì đâu mà đi chậm thế à. Vậy sao đi lẹ nữa. Nhanh nhanh đi, ráng trèo lên đây cái nữa là tới rồi. Trèo nữa hả? Suốt đêm qua trèo lên tụt xuống năm mấy lần chưa đủ hay sao giờ trèo nữa. Đàn ông thanh niên tôi thôi bó tay luôn. Trèo lên mà có phải trèo mà tới được đâu. Trèo cứ non non cái tuột xuống, trèo cái non non cái tuột xuống. Chưa có thấy lần nào trèo lên mà kết quả hết đâu. Rồi thì tôi dành, tôi nói thôi bây giờ ông không trèo được, ông mệt để tôi trèo cho, không chịu. Trời ơi, ai mà để đàn bà con gái làm mấy cái chuyện đó. Ủa thì từ xưa giờ không có ai dám làm, bây giờ tôi dám làm tôi mới là hàng lạ. Có trèo dừa không mà cũng trèo không được. Tôi trèo lên cái trúng trái non cái tuột xuống. Ô màu, nói thiệt nha, không cắt cớ gì đâu. Thường thường đi cúng chùa đó, người ta cúng vú sữa mãn cầu được rồi. Mày đã cúng dừa, chê chữa khiên nặng gần chết rồi. Quan trọng là cái tâm của người đi cúng. Mình đem tới cái tâm của người đi cúng, mình muốn cúng cái người đó cái là cúng cái gì. Tôi là tôi kỹ cúng vú sữa ở trong chùa. Cúng cái nước dừa này, nó mới tinh khiết, hiểu không? Thôi dẹp ba cái chuyện phàm trần đi, tới chùa rồi, đi lên đi, cúng lẹ đi gì à. Hay à. Trời ơi, ghé cái này mình giống chắc chết quá. Ra đi. Dạ. Rồi tôi lên tôi cúng. Mà giờ tôi không biết khấn sao. Từ xưa giờ tôi đâu có đi chùa đâu, tôi biết khấn. Ví dụ tôi khấn a thiên linh linh thì linh linh được. Tại nó không được. Chứ nó là thầy pháp. Ủa là khử ma diệt tà không được. Giờ khấn sao ta? Khấn như là nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ dạ. Ví dụ tôi cầu như vậy được không? Thì màu là con quanh năm khuê cát, khuôn vàng thước ngọc giá nọ treo cao. Năm tháng qua mau vẫn phòng không chiếc bóng, mong chồng nôn nóng con mới dội tới đây. Dân lễ vật này con cầu xin thần thánh. Không trà không bánh chỉ có trái cây, thở gió về mây xin mời nhậm lễ. Các ngài phù hộ kiếm chồng cho cô, gió lạnh đêm đêm không còn trăn trở. Thằng con khổ lắm, lễ giáo đủ điều trai, chẳng thấy đâu toàn là dê cụ. Mình than thở cũng đó được không? Dạ, dạ cũng được. Than thở cái đoạn mà có dê cụ trong trống nghe chữ dê ghê quá. À, dê. Mà có thiệt. Có thiệt chứ không phải không có đâu. Thấy không? Dạ không. Ây, mình cầu xin như vậy không biết có linh không ta? Hên xui à. Ờ, hên thôi kệ hên xui đi. Dạ. Mô Phật. Thấm nữa hả? Mô Phật. Hả? Tiểu. Chú Màu. Chú Tiểu đó. Sao mà đẹp quá vậy trời. Mà Màu. Tiểu đó nha. Ủa, tiểu thì kệ tiểu, mê màu cứ mê vậy thôi. Dạ mô Phật, nơi đây là chốn tôn nghiêm, xin thí chủ đừng làm nguyên náo. Có nguyên náo gì đâu, em đùa giỡn chút xíu thôi mà. Tiểu đâu có hiểu lòng của màu đâu. Ba hôm nay em thấy trong lòng lân lân, nằm bồi hồi bâng khuâng. Em mong sao em lấy được một thằng, cho đêm đông nó nằm gần. Không cần dao mà đẹp trai là ok.
Cao quá vậy? Trời ơi, cô ơi. Trời ơi, thầy chùa mà cô cũng mê. Mộ cô cũng trồng tới nước rồi hả? Không tới nước lên đây chi mày? Dạ, xin mời thí chủ vào chùa. Không cần. Tôi lên đây tôi cầu duyên. Nhưng mà tới đây chưa kịp cầu là đã có duyên rồi. Đâu cần vô chùa cúng chi. Trời ơi, đúng là lúc xa cơ thì cầu trời khấn Phật. Còn lúc mà quy hoàng thì đá đổ lư hương mà. Nô, dạ. Nô nằm kèo nào? Dạ, nô thích kèo trên nè. Nô theo cô Màu. Theo cô Màu mà cứ chọt chọt hoài. Dạ. Để tôi mừng ăn coi. Chú Tiểu. Dạ, mô Phật. Mô Phật hoài. Giờ này gặp tôi mà còn có Phật. Người đâu mà đẹp lạ, đẹp lùng. Đó, lùng. Chú Tiểu. Mô Phật. Nói nghe nè. Dạ. Chú Tiểu, đừng có mô Phật nữa. Bây giờ gặp Màu rồi, đừng tu nữa nha. Dạ, dạ mô Phật, xin thí chủ đừng làm quyên náo ạ. Quyên náo gì đâu, tôi đâu có làm quyên náo gì đâu. Tôi thích chú Tiểu. Chú Tiểu, I love you. Nam mô A Di Đà Phật. Nơi đây là chốn tu hành, chứ không phải công viên, nên không có xích đu. Chỉ có xích chó thôi. Ai nói xích đu nào? Mày cũng đâm chọt vô à? Tiểu. Tiểu. Cứ Phật hoài. Nói chuyện với Tiểu tôi mỏi cổ không chết là cúi xuống á, chắc cúi lên còn chết nữa. Thôi thì vậy nói chuyện dễ hơn. Nó ngang ngang nhau nói chuyện dễ hơn. Nói nghe nè. Sao tự nhiên tôi thích Tiểu à? Thôi Tiểu đừng tu để Màu lấy nha. Thôi Màu đừng lấy để Tiểu tu đi. Bà mẹ mà chọt miết rồi mày. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thí chủ hãy cẩn ngôn. Cẩn mẹ gì? Yêu nó yêu. Đứa nào nó láo bà lắm á, tôi thề luôn. Thí chủ đã quá lời. Không có gì đâu quá lời. Tôi nói thiệt mà. Tôi không chỉ uổng dữ vậy trời. Sao hồi đó mấy sư cụ á chọn Tiểu vô mà sao chọn đẹp dữ hả? Mô Phật. Mô Phật hoài. Tại vì tiếng sét ái tình nó đập trong mặt Màu rồi. Trời ơi, sét nào mà đánh trúng con nổi, cô lạng quá. Mô Phật. Nơi đây là chốn tu hành, xin thí chủ hãy cẩn ngôn. Chuyện thất tình lục dục trần thế xin bỏ ngoài tai. Vậy thôi Màu muốn cúng dường được không? Mô Phật. Màu sẽ cúng cho chùa 3 mẫu đất ruộng. Mô Phật. Màu sẽ cúng cho chùa 2 mẫu đất vườn. Màu sẽ chừng nào mà cô Màu không xẻ nữa đó thì mới cúng. Lành quá. Chọt miết. Mô Phật. Còn nữa, nhưng mà để từ từ suy nghĩ rồi cúng thêm ha. Mô Phật. Tiểu tăng không dám nghi ngờ tấm lòng của thí chủ. Tiểu tin em hả? Nhưng làm văn tự cho nó chắc ăn. Trời ơi, say tự sống với Tiểu nữa kìa. Chọt hoài vậy. Để tôi mần ăn coi. Tiểu. Nếu Tiểu là chim bay, em sẽ là cành đời. Nếu Tiểu là cá lội, em sẽ là ao sâu. Nếu Tiểu là hải âu, em sẽ là biển cả. Nếu Tiểu là tam tạng thì Màu sẽ hóa tề thiên. Nếu Tiểu là điêu thiền đó. Thì Màu sẽ là lữ bố. Tiểu chỉ là chú Tiểu. Màu sẽ hóa ni cô. Bậy rồi. Ni cô với chú Tiểu còn mặn ăn được cái gì? Quên. Quá tầm bậy tầm bạ. Nói chung là em yêu Tiểu. Em béo rồi bắt đền á. Em yêu ổng. Thí chủ hãy bình tâm. Tôi nguyện trái tim này đã trao cho một người. Người nào? Trái tim trao cho ai? Cho ai nói đi. Màu không xử đẹp nó, Màu không phải là con Màu đâu. Người này không sợ quyền lực. Không sợ quyền lực nhưng mà nó phải sợ đoàn chứ. Là ai? Nói đi. Người là Phật Tổ. Mô Phật. Đó. Tưởng Phật Tổ mà cô cũng không tha. Tôi sợ rồi đó. Nhưng mà nói nghe nè. Dù gì đi nữa Màu cũng muốn có một cái gì đó với Tiểu à. Mô Phật. Tiểu tăng xin nguyện đem hết cuộc đời này trao cho cửa Phật. Tôi hiểu mà. Nếu thí chủ đã hiểu rồi thì Tiểu tăng xin lui gót à. Ê bậy, đừng có lui gót. Trời, lui gót hả? Tôi tự tử là chú Tiểu mang tội sát sanh nha. Cô Màu, cô Màu.
Sao cứ làm kỳ già cả mũi hoài vậy? Tiểu à, đừng có nghe lời đàn bà. Lúc mà chưa lấy được mình đó hả, thì ngon ngọt lắm. Lấy được rồi hả, thì mình sẽ tuột giá trầm trọng đó. Hay quá hả, đâm thọt hả, giỏi đâm thọt lắm hả. Chút xíu nữa về nhà đó lo cuốn cái tay nải đi đi. Chứ vậy? Đi ra khỏi nhà chứ làm gì hả? Mô Phật hoài. Hồi nãy giờ tôi mềm mỏng quá rồi, bao nhiêu cái công lực của đàn bà tôi đã xả hết xuống rồi, bây giờ muốn máu đàn ông nó lên không, tôi nổi đi ăn rồi. Ừ, chú Tiểu ơi, coi chừng nó ba điên là ba cắn nó chảy nọc luôn á. Mô Phật, xin thí chủ an tâm, trong chùa có thuốc trị nọc hả? Trời ơi, nói tôi như chó vậy hả? Tiểu Tăng không có ý đó, nhưng cái nghĩa thì nó na ná giống như vậy. Trời, cái tu mà con móc lờ hả? Dùng tình cảm không được, mình sẽ dùng bạo lực. Bỏ bắp củi xuống đây. Bỏ bắp củi xuống đây, lát tôi ôm vô cho có mấy cây à. Quyên đây, cây cổ thụ ưỡng thụ lù đi, không ôm. Không ôm, tôi ôm ráng kẹo. Không, ta là chú Tiểu mà, tôi hành thì có bằng ấy. Sao mày cứ dằn anh rồi mày gì cản tao hoài vậy hả? Tiểu thì tiểu, tao yêu tao cứ yêu. Ở thích. Cô Bằng. Gì? Tôi nói cho cô biết. Dạ. Hồi nãy giờ tôi cản cô với lại chú Tiểu là có biết tại sao không? Vậy. Là tại vì tôi đã yêu. Vậy. Có lộn không? Xin lỗi thôi nha. Đừng thấy tôi rần rần vậy rồi tưởng tôi bỏ quên hết cái khoảng cách hả? Nói cho nô biết, tôi là tôi, nô là nô, nô là kẻ ăn người làm ở trong nhà tôi. Tôi là chủ, không có cửa đâu, đừng mày đặt đòi đĩa đeo chân hạt. Cô nói sao? Nô yêu cô đó hả? Còn gì nữa, sắc đẹp quá mà. Thiệt với cô nha, cô không có cửa đâu. Nô yêu rồi biết nó yêu ai không? Yêu ai? Yêu chú Tiểu. Chết mẹ đâu, con lộn hàng rồi má ơi. Vậy mà con đã trao thân lầm cho. Mô Phật. Dạ. Mô Di Đà Phật. Chú Tiểu à, chú bình tĩnh đi. Sự thật không phải vậy đâu. Tại vì tôi phải làm như vậy để cho ngăn cản cô Màu theo pháp chú Tiểu vậy mà. Chứ thật ra là tôi là người đàn ông bình thường. Dạ. Thôi bây giờ xin phép chào chú Tiểu tôi về. Nhưng mà hồi nãy bằng Tân nghe nói là cái chủ đã bị đụng rồi. Thì bây giờ về tới nhà, nô vẫn là nô. Thì suốt đời tôi là ở đợ. Chú Tiểu đừng có lo cho tôi. Chào chú Tiểu.